Thưa chị Tuệ An, trong chương trình ngày hôm nay thì không chỉ có những câu chuyện xoay quanh chiếc smartphone và đời sống tình cảm của nhiều người, của nhiều gia đình, thì chúng ta còn đón nhận cả những tâm sự riêng tư của những thính giả cũng mong muốn là được tư vấn trong chương trình này. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả đầu tiên, chị Tuệ An ha. Dạ, alo. Alo. Dạ, chương trình tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình xin chào thính giả ạ. Chị tên gì và điện thoại đến từ đâu ạ? Dạ, em tên Phượng. Chị Phượng, dạ. Dạ. Chị Phượng đang có vấn đề gì cần được chia sẻ nào? Chị nói đi ạ. Em muốn nhờ cô tư vấn, khuyên cho em lời khuyên đây. Hiện giờ thì em đã ly hôn một lần rồi. Em mới quen một người khoảng 2 năm nay. Gia đình anh ấy hiện giờ muốn bước tới để cưới em á. Dạ. Hiện giờ thì em đang sống với mẹ già, với đứa gái của em đang được 8 tuổi. Dạ. Mà bên kia thì đã muốn cưới em, thì muốn kêu em về làm dâu của bệnh. Em phải phân gia giữa mẹ em và gia đình anh ấy, em biết làm sao. Dạ. Cô cho em đầu tiên. Dạ rồi. Chuyên gia tư vấn tình cảm Tuệ An đã nghe rõ được câu chuyện của chị Phượng vừa rồi không ạ? Dạ vâng, Tuệ An đã nghe rõ câu chuyện của chị Phượng rồi. Dạ. Và Tuệ An cũng có một vài chia sẻ với chị Phượng như thế này. Đương nhiên là sau khi mà chúng ta đã đổ vỡ một lần á, thì chúng ta sẽ có những cái nỗi đau và những cái vết thương ở bên trong. Và khi mà chúng ta tìm được một đối tượng mà có thể mình yêu họ và họ cũng yêu mình để cùng tiến đến một mối quan hệ hôn nhân mới, thì đó là một điều rất tuyệt vời. Và đó cũng có thể là một cánh cửa mới giúp cho chúng ta có thể có được sự hạnh phúc trọn vẹn hơn. Tuy nhiên cái vấn đề mà chị Phượng đang băn khoăn á, đó là bây giờ họ thì muốn cưới mình rồi, nhưng mà muốn mình về làm dâu cơ. Mà mình thì lại đang phải sống chung với mẹ già của mình và với con của mình nữa. Và mẹ và con của mình cũng là đối tượng người thân của mình. Mình không thể nào mình bỏ họ được. Vậy thì hãy tĩnh tâm lại một chút để đừng có nhiều sự xáo trộn quá trong tâm hồn. Và sau đó chị Phượng hãy nói chuyện với người chồng sắp cưới của mình về những cái khó khăn của mình. Mình đang gặp khó khăn, mình cứ thoải mái mình chia sẻ với họ để họ và mình cùng đưa ra những cái phương án để giải quyết. Và dù là họ có đưa ra phương án nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng hãy biết ơn vì họ đã cùng ở bên mình, cùng đồng hành với mình. Và trong trường hợp mà chúng ta cùng đưa ra được một phương án để trọn vẹn cho cả hai bên thì là tốt rồi. Còn nếu trong trường hợp mà nó không được tốt như vậy, mà đối tượng đưa ra là một là mình ở với mẹ và con của mình thì sẽ không có đám cưới nào xảy ra cả. Hoặc nếu như mình muốn có một đám cưới xảy ra thì phải rời mẹ và con của mình để đi làm dâu. Vậy thì bây giờ quyết định là nằm ở chính chị Phượng. Chị Phượng sẽ quyết định xem là như thế nào thì mình sẽ có được sự hạnh phúc. Và chị Phượng hãy nhớ một điều rằng ạ, mình đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào những đối tượng bên ngoài mình. Ví dụ như là mình phải kết hôn với người này thì mình mới có được hạnh phúc. Hay mình phải đi ra chỗ này, chỗ kia với có người này, người kia thì mình mới hạnh phúc. Bởi vì cái mục tiêu của việc kết hôn ấy, đó là để cho chúng ta hạnh phúc. Vậy thì mình sống ở đâu cũng được, mình sống cùng với ai cũng được. Nhưng cái điều quan trọng là mình có đang cảm nhận được sự hạnh phúc ở trong giây phút đó không? Và khi mà mình tĩnh lặng, mình nghĩ rồi ạ, thì mình sẽ thấy rằng à, bây giờ làm thế nào thì tôi hạnh phúc, tôi làm thế nào để bản thân của tôi hạnh phúc ạ. Nếu tôi cảm thấy tôi ở với mẹ và con của tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc, thì đó cũng là một điều ổn. Và có thể người đàn ông này chưa hẳn là một người đã có thể bao dung, thấu hiểu và chấp nhận cho cái hoàn cảnh của gia đình mình. Còn Tuệ An nghĩ rằng một người đàn ông mà thật sự thương mình, thật sự muốn đến với mình để cả hai đều trao tặng hạnh phúc cho nhau thì sẽ không bao giờ ép mình vào một cái tình huống như thế, mà sẽ cố gắng để có thể tìm ra được một phương án tốt nhất cho cả hai. Dạ, chị Phượng ơi. Dạ chị Phượng ơi. Dạ em đang nghe nè. Rồi, với những điều mà chuyên gia Tuệ An vừa mới tư vấn thì chị Phượng còn có khúc mắc điều gì trong lòng của mình nữa không? Dạ em hiểu rồi. Em cảm ơn cô nhiều. Rồi. À có một cái câu hỏi như thế này, Việt Hà cũng muốn hỏi thăm chị Phượng một chút ạ. Nếu mà làm dâu thì có phải làm dâu sai không khi mà chị đưa ra cái quyết định là chị sẽ lấy chồng á?
Em hiện giờ thì em chưa có quyết định là em lấy chồng hay là không. Dạ. Nhưng mà nếu nếu như chị chọn thì bên chồng em cũng ở gần. À, ở gần. Dạ. Dạ. À, dù cái quyết định của chị như thế nào thì chị Hà cũng như là chuyên gia Tuệ An và những người thực hiện chương trình cũng mong là chị sẽ được hạnh phúc ha, giống như là những điều chia sẻ từ chuyên gia Tuệ An. Và có lẽ là bản thân chị sẽ là người trả lời rõ ràng nhất cho những cái câu hỏi của mình. Cảm ơn chị. Nếu như mà còn những cái điều lấn cấn gì nữa thì chương trình tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình cũng sẽ tiếp nhận cả những cái điều mà chị đang suy nghĩ đó. Thì ở lần sau của chương trình thì mình sẽ tư vấn cụ thể hơn ha chị ha, trong từng cái giai đoạn suy nghĩ của mình. Cảm ơn chị. Dạ. À, vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa được đến với câu chuyện của thính giả đầu tiên, đó là chị Phượng. Rõ ràng là trong hai cái sự lựa chọn giữa bên tình, bên hiếu thì cũng rất là khó để mà có thể đưa ra được cái quyết định cuối cùng, đúng không ạ? Chuyên gia Tuệ An. Dạ. Đúng vậy ạ. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng mục đích của mọi hành động của chúng ta là để dẫn cho chúng ta đến hạnh phúc. Vậy nếu như hành động nào mà khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình an thì chúng ta sẽ chọn cái hành động đó. Thật ra thì để mà có thể được có được một cái hạnh phúc vẹn tròn đó là một cái điều cũng khá là khó khăn. Mình cũng phải hy sinh và mình cũng phải đánh đổi nữa. Không dễ để mà mình có thể có được một cái hạnh phúc giống như mình mong muốn. Dạ, đó tôi nghĩ rằng đó là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn đối với chị Phượng đấy, chứ không phải dễ dàng đâu. Dạ. Đúng đó chị Hà. Nhưng mà mọi sự lựa chọn thì nó đều phải có cái giá của nó. Dạ. Thế nên chúng ta sẽ phải nghĩ xem là mình có chấp nhận đánh đổi cái giá đó hay không khi mà chúng ta lựa chọn. Dạ. Nhưng mà đôi khi trong cái việc lựa chọn, đặc biệt trong cái lĩnh vực tình cảm nha, chúng ta hãy lắng cái tâm của mình xuống, chúng ta bỏ qua mọi logic, mọi phán xét, mọi nhận định, mọi đánh giá. Chúng ta chỉ lắng nghe tiếng nói của trái tim thôi á. Thì đôi khi tiếng nói của trái tim nó sẽ cho chúng ta có một cái giải pháp, có thể nó phi logic nha, phi những cái gì mà chúng ta đang nghĩ hoặc những người ngoài đang nghĩ là đúng nha. Nhưng cái tiếng nói của trái tim ấy, lại thường là tiếng nói đúng đắn. Nhưng nói về câu chuyện sự lựa chọn của hạnh phúc thì tôi cũng từng nghe những cái câu nói như thế này, đó là hạnh phúc không phải là một con đường dài mà nó là một cái khoảnh khắc nào đó thôi, giống như một cái đoạn đường trong một cái hành trình dài của cuộc đời mình thôi. Nên quay trở lại với cái việc là chủ đề của chúng ta ở phần đầu của chương trình là khi mà chiếc điện thoại thông minh mình tạm gọi nó là một cái công cụ hoặc là một cách tiếp cận thế giới xen vào giữa cái sinh hoạt tình cảm gia đình, thì ở đây có những người phụ nữ hoặc là có những người đàn ông, những người là trong gia đình, những thành viên trong gia đình buộc là họ phải chọn giữa công việc, chọn giữa sự kết nối với những người xung quanh với việc là mình chỉ chăm chăm lo cho gia đình của mình thôi. Như vậy thì mình làm sao để có thể là quân bình được cái sự lựa chọn đó? Thời đại này là thời đại mở mà, đúng không ạ? Không chỉ là chỉ có biết những người trong nhà mà còn phải đi ra ngoài để mà giao lưu với những người xung quanh nữa, đúng không ạ, thưa chuyên gia Tuệ An? Đúng rồi đó Việt Hà. Chúng ta sống trong một thời đại mới, đương nhiên chúng ta cần phải có các mối quan hệ, chúng ta cần có công việc, chúng ta cần có sự nghiệp, nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng cần có gia đình. Và cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, đây là một câu hỏi không phải là nhỏ đâu, đây là một câu hỏi rất lớn trong cuộc đời của mỗi người. Làm thế nào để cân bằng, và nếu chúng ta cân bằng được ấy, thì chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Cân bằng giữa việc nói và không nói. Giống như người phụ nữ nào đó nói nhiều quá thì đôi khi mình phải ngừng nói để giữ im lặng. Cân bằng giữa việc mình làm và không làm để nghỉ ngơi, để lấy lại năng lượng. Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, có khoảng thời gian nào đó dành cho sự nghiệp và khoảng thời gian nào đó dành cho gia đình. Và bây giờ thì còn cân bằng giữa việc sử dụng điện thoại và việc không sử dụng điện thoại nữa. Nhưng có một cái bí kíp để cho chúng ta có thể cân bằng, đó chính là chúng ta phải có mặt và chúng ta phải sống hiện hữu trong từng giây phút. Ví dụ trong khoảng thời gian 30 phút này chúng ta xác định là chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để chúng ta làm việc. Thì trong 30 phút đó chúng ta tập trung để sử dụng điện thoại và làm việc. Trong 30 phút tiếp theo chúng ta chọn rằng mình sẽ dành thời gian để trò chuyện với người bạn đời của mình. Vậy thì hãy tắt điện thoại đi, thậm chí tắt luôn cả tivi đi. Hãy chỉ có mặt trong giây phút đó và tập trung để trò chuyện với người bạn đời của mình, lắng nghe và thấu hiểu họ mà thôi. Ít nhất trong 30 phút như chúng ta đã định ra.
sau đó 30 phút tiếp theo là để dành để chơi với con. Vậy thì chúng ta hãy dành trọn vẹn thời gian đó để chơi với con. Và chỉ cần chúng ta có mặt thật sự trong từng giây phút ấy, thì tất cả mọi công việc chúng ta làm nó đều có hiệu quả cao hơn. Và chúng ta đương nhiên cũng có được sự cân bằng hơn trong cuộc sống. Còn hiện nay thì chúng ta đang làm một điều ngược lại. Đó là lúc nào chúng ta cũng than là bận rộn hết. Nhưng bận rộn là bởi vì gì? Lúc đang nấu cơm thì lại nghĩ đến chuyện công việc. Lúc đang cầm điện thoại thì vừa cầm điện thoại lại vừa nghĩ đến một cái chuyện nào đó, vừa nói chuyện với con, vừa chơi với con chẳng hạn. Rồi vừa trò chuyện với người bạn đời của mình thì tay lại vẫn còn đang phải gửi một cái email đi. Và thế là chúng ta không có sống trọn vẹn được trong bất kể một khoảnh khắc nào. Chúng ta cứ nghĩ đó là chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta làm việc. Nhưng mà thực ra ấy, làm việc như vậy nó không có hiệu quả. Sống như vậy nó cũng không có niềm vui. Và đôi khi hãy thay đổi lại một chút. Hãy chỉ cần sống hiện hữu và có mặt trong từng khoảnh khắc, lập kế hoạch cho cuộc đời của mình để mình có thể sử dụng thời gian, mình có thể sử dụng những công cụ xung quanh một cách thật thông minh. Khổ một cái là trong đời sống tinh thần, đặc biệt là trong cái vấn đề tình cảm, không phải ai cũng có thể sáng suốt, không phải ai cũng có thể là tính toán một cách khoa học về những cái tình tiết ở xung quanh cuộc sống mình sao cho nó ổn thỏa, đúng không ạ? Tôi có những người bạn cũng hay ngồi tranh luận với nhau, đó là bây giờ thì nếu như không có cái điện thoại thông minh thì cũng rất là khó. Chẳng hạn như là những người yêu xa hoặc là những người cô đơn thì họ cũng rất là khó kết nối với những người khác để mà có thể tìm cho mình được một nửa yêu thương. Rồi cả những người cô đơn thì có những người ở xa nhau thì cũng phải dùng cái chiếc điện thoại để mà có thể kết nối gần nhau hơn. Rồi có nhiều bậc phụ huynh á, chẳng hạn như là đi làm cả ngày về rất là mệt mỏi, bây giờ cũng có những mong muốn là cũng có những không gian riêng, thì không thể nào mà ở túc trực ở bên con để chơi với con hoài, đôi khi họ cần nghỉ ngơi, thế là họ lại cho con mình sử dụng điện thoại trong cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi đó, mà vô tình lại là dẫn đến những cái điều tiêu cực, giống như là chuyên gia Tuệ An đã vừa chia sẻ. Vậy thì bây giờ làm sao đây để mà mình có thể có được một cái cách khoa học trong cái điều kiện cho phép như thế, để mà mình có thể sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa và dùng cái điện thoại cho nó hợp lý nhất. Tại vì bây giờ nó đã chi phối quá nhiều rồi, không phải một ngày một ngày hai để mà mình có thể là bỏ nó sang một bên hoặc là cất nó khi mà mình cần được, đúng không ạ? Tôi đồng ý với quan điểm của Việt Hà, đó là bây giờ chúng ta phải làm cách nào để sử dụng nó hợp lý. Bây giờ cả thế giới của chúng ta là thu gọn trong chiếc điện thoại đặt vào lòng bàn tay của mình rồi. Mình lướt một cái là mình có cả thế giới trong tay của mình rồi, nên nó cực kỳ hấp dẫn và nó cũng cực kỳ hữu dụng. Vậy trong những trường hợp như yêu xa hay chúng ta cần có sự liên hệ kết nối với những đối tượng mà mình không thể gặp trực tiếp thì hãy sử dụng nó như một công cụ hữu ích. Nhưng trong những cái tình huống còn lại, ví dụ như tình huống mình cảm thấy mình quá mệt mỏi mà mình cần có thời gian để mình nghỉ ngơi, thì mình để cho con mình có một chiếc điện thoại chẳng hạn thì cũng chưa chắc đã phải là một giải pháp tốt. Mà thay vì đó mình có thể nghĩ một cách khác, như là mình trò chuyện với con của mình. Mẹ đang cần thời gian để nghỉ ngơi. Con có thể tự chơi đồ chơi trong vòng 15 phút thôi. Sau 15 phút nữa rồi mẹ sẽ dành thời gian cho con. Hoặc thậm chí có những người họ chọn cách nghỉ ngơi đó là lướt điện thoại. Như là sau một ngày làm việc bận rộn, trước khi đi ngủ thôi, lướt điện thoại, lướt Facebook một tí, đăng một vài tấm hình để thư giãn. Nhưng mà thật ra điều này chúng ta nghĩ là chúng ta đang thư giãn nhỉ. Nhưng về tâm lý á, thì chúng ta lại đang tạo ra cho hệ thần kinh của chúng ta có thêm nhiều sự căng thẳng. Mà sự thư giãn thật sự đó là chúng ta hãy thử ngồi tĩnh lặng, uống một ly trà, ngắm một bông hoa, hay là hít thở, cảm nhận sự sống, nhắm mắt lại để kết nối lại với chính mình. Chứ nếu không chúng ta thư giãn bằng cách xài điện thoại là chúng ta đang kết nối với cái điện thoại đó, chứ không phải là chúng ta kết nối với chính mình đâu. Và làm như vậy thì não của mình nó không được nghỉ ngơi và nó không được thư giãn thật sự. Lâu dần nó sẽ hình thành ra rất nhiều những sự căng thẳng. Thậm chí có những người mà bị stress này, bị trầm cảm này, có một trong những nguyên nhân rất lớn là đến từ việc sử dụng điện thoại và các thiết bị công nghệ quá nhiều mà không có kết nối lại được với chính mình nữa. Cũng mong rằng là mọi người cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Với lại tôi lại muốn lặp lại cái câu của chuyên gia Tuệ An rằng là không có niềm vui nào mà không có hạnh phúc nào mà không phải có những cái sự trả giá nhất định, ít hay nhiều thôi,
đúng không ạ? Dạ rồi, đây có một cái câu hỏi từ phía thính giả cũng đã gửi về chương trình, và mong rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì chuyên gia Tuệ An sẽ tư vấn giúp một cái câu hỏi rất là cụ thể của thính giả tên là Tâm Bình ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nội dung như thế này: chúng tôi kết hôn năm 2012, hiện tại thì có một cháu gái gần 2 tuổi. Cưới xong chúng tôi không sống cạnh nhau vì chưa thu xếp được công việc. Tôi thường xuyên đi công tác xa, khoảng 1-2 tháng về thăm vợ con vài ngày rồi lại đi. Khi mà mới yêu thì hai vợ chồng rất là hợp tính, yêu say đắm. Bất kể gia đình ngăn cấm, chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau. Một thời gian sau thì cô ấy lại luôn trách tôi là không có trách nhiệm với con. Rồi thường ghen tuông lung tung vô cớ khiến cho tôi bực bội và khó chịu lắm. Khi cãi nhau thì cô ấy thường xuyên nói là tôi vì anh đã hy sinh tất cả, chấp nhận cả cái sự cản trở của gia đình mà lấy anh. Anh không cho tôi vui được gì, mà ngược lại. Thực sự là những cái câu nói của vợ tôi khi đó là khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm lắm. Đến bây giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn ly hôn nhưng mà băn khoăn khi mà nghĩ về con gái của mình sau này như thế nào. Thưa chuyên gia, vậy thì trong trường hợp này tôi phải làm sao? Dạ, xin mời chuyên gia Tuệ An tư vấn giúp ạ. Thật ra là chúng ta thường nghĩ đến cái việc ly hôn, buông tay khi mà chúng ta mệt mỏi. Khi chúng ta mệt rồi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta buông thì chúng ta sẽ nhẹ. Nhưng mà chưa chắc nha. Thực ra anh cần phải tỉnh táo để nhìn xem này. Nếu mình có đưa ra quyết định là chia tay người ấy, thì cũng hãy đưa ra trong tình trạng là mình đã bình an một chút rồi. Mình đã suy nghĩ rất là thấu đáo, hoặc là mình đã có câu trả lời rõ ràng cho những cái quyết định của mình. Đừng bao giờ chọn một quyết định là ly hôn hay buông tay khi mà chúng ta đang quá khó chịu, quá mệt mỏi, quá buồn, quá tức giận hoặc quá tổn thương. Tại vì những quyết định đưa ra trong trạng thái cảm xúc tiêu cực lên cao như vậy á, có thể sẽ dẫn chúng ta đến rất nhiều những sự hối hận và hối tiếc sau này. Vậy thì mình cần làm gì? Điều mà mình cần làm đó là làm cho mình bớt mệt đi. Như anh nói, anh đang cảm thấy tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ly hôn. Vậy thì hãy nghĩ xem là những điều gì khiến cho anh mệt mỏi. Không phải là mỗi người vợ đấy đâu nha. Mà đôi khi công việc cũng khiến mình mệt mỏi này. Bởi vì mình phải làm việc quá vất vả, mình làm việc xa nhà rồi, vì kiếm đồng tiền mà còn không được về gần với người thân của mình. Rồi đôi khi là những cái suy nghĩ trong đầu của mình làm cho mình quá mệt mỏi. Mình nghĩ quá tiêu cực về người vợ của mình. Mình luôn luôn nghĩ rằng cô ấy rất là khó chịu, rồi cô ấy hay than phiền. Rồi mình lại găm những cái lời nói mà cô ấy đã nói ra cho những cái lúc cô ấy nóng giận trong tâm trí của mình, khiến cho mình tổn thương. Vậy thì trước khi chúng ta buông một cái mối liên kết lớn như là tình yêu, hôn nhân á, chúng ta hãy tập buông trước những cái nhỏ đã. Như là những cái suy nghĩ tiêu cực của anh về vợ, để mà có thể thấu hiểu cô ấy hơn, thương lại cô ấy như cái giây phút ban đầu mà anh và cô ấy yêu nhau. Bởi vì một người phụ nữ mà chồng đi làm xa, ở nhà chăm con như vậy á, rồi đối nội đối ngoại cũng rất vất vả và có rất nhiều những cái khó khăn mà cô ấy đã rất cố gắng để vượt qua. Vậy thì tại sao chúng ta không buông xuống bớt những cái tiêu cực của mình về đối phương, để mình có thể thấu hiểu và bao dung hơn? Phải buông cái đó trước. Buông cái nhỏ trước rồi mới buông đến cái lớn được. Mà đôi khi chúng ta buông xong cái nhỏ rồi á, chúng ta sẽ thấy mình nhẹ nhàng, mình thanh thản, mình không còn mệt nữa. Mình nhìn được người ta với một cái con mắt yêu thương hơn. Và lúc đó đôi khi những cái lớn ấy, nó lại được hàn gắn lại. Chúng ta không cần buông nữa, chúng ta vẫn hạnh phúc. Vậy thì lời khuyên của Tuệ An dành cho anh nha, đừng vội buông những cái lớn ngay khi mà chúng ta chưa buông được những cái nhỏ. Và mỗi khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn kết thúc một mối quan hệ tình yêu hôn nhân ấy, hãy nghĩ đến cái lý do ngày xưa vì sao chúng ta lại bắt đầu. Vì sao chúng ta lại hiểu nhau, thương nhau đến thế? Vì sao chúng ta có thể bất chấp cả rào cản, ngăn cấm của gia đình mà vẫn đến với nhau? Vậy thì bây giờ hãy coi đây như một cái rào cản đi, một cái thử thách đi. Chúng ta thử vượt qua cùng nhau một lần nữa xem. Và đôi khi á, sau tất cả những cái khó khăn, những cái biến cố này, chúng ta lại xích về gần với nhau hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ, những lời tư vấn từ chuyên gia tư vấn tình cảm Tuệ An.